Đó, mở thấy không? Nó ra này. Đó. Nó chạy hết rồi đó. Mình bóp túi khí là nó còn thừa tí nào mình bóp túi khí là nó chạy hết. Như những cây này là mình không phải sửa đâu, đó. Vừa xong mình đi bơm khí mình đậy cái này vào. Đậy cái này vào rồi mình bơm. Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình làm cái clip này và nói về cái nắp chóp bên mình. Mới giờ nắp chóp từ phía bên này, phía bên kia, bên này này, phía bên này, qua bên đây. Thì mới giờ hồi sáng nay, thì buổi chiều nay mình vô mình kiểm tra thì cái này thì cái bạn mà đóng nắp chóp này cũng đóng 2 năm rồi. Đó, thì mình cũng đóng rất là nhiều nắp chóp. Nhưng mà cái trường hợp mà khi mà cây nó đã vô khí rồi mình giờ nắp chóp á, mình đóng rất là dễ bị cái mũ nó rất là nhạy cảm, nó rất là dễ bị xì ra. Đó, thì như cái nắp chóp này nó thoát được mũ thì mình sẽ nói những cái ưu điểm về nó, những cái ưu điểm mà nó có thể làm được khi mà bị giờ nắp chóp. Mọi người thấy không, mọi người thấy mũ không, mũ mà nó chạy như thế này thì hỏi sao mà nó không chạy vô túi khí được. Đó, nó rất là dễ mà chạy vô túi khí. Thì để mình quay quay ngược lại mình sẽ nói cái nắp chóp này. Đây, như cái nắp chóp này rời hồi sáng này. Đó, mọi người thấy không, mũ nó chảy ra này, mũ nó chảy từ trong nắp ra này, và mình thấy được cái mũ này. Như cái nắp, như thế, những cái cây mà nó như thế này là mình thấy được cái lượng mũ nó lên tới đây. Thì nó khả năng nếu mà mình lười á, mình không tháo ra vệ sinh á thì cũng được, không sao, nó vẫn còn một khoảng không ở trên này thì áp khí thì nó vẫn có mũ bình thường. Đó, với những cây như thế này mọi người thấy không, nó chảy rất là nhiều. Khi mà cây có khí là nó chảy nhiều lắm nha. Đó, mình sẽ đi cây cây khác. Đây, cây này nó cũng chảy. Mình đóng mà nông quá, những cái trường hợp mà mình đóng nông quá thì nó sẽ chảy ít đi, nhưng mà cái thời gian mà nó giữ được trong cây ấy, thì nó lại ngắn đi. Như mình đóng như thế này á thì có thể là mình bơm khí được 1 tháng rưỡi mình mới phải dời nắp chóp. Thì tại vì nó đóng như thế này á, nó ra mũ ở cái inox á thì nó thành cái ron, và nó cái độ sâu nó có cái phần da ở trong nó tươi hơn. Khi mà mình đóng nông quá thì bắt đầu là nó sẽ dễ bị thoát khí, nó chỉ được khoảng gần tháng là bắt đầu khí nó bắt bị lậu ra ngoài rồi. Hay như cái nắp này thì nó, mọi người nhìn vậy nó không xì nhưng mà thực tế nó vẫn bị chảy ra này. Đó, mũ mới nó ra này. Đó, nó vẫn thoát được mũ ra. Trường hợp nào bị nó chảy nhiều quá, bị đóng phạm nhiều quá thì nó mới bị chảy ngược vào túi khí. Này, như cái này. Đó, mình thấy được này. Hiện tại là mũ nó tầm này. Nó bị lậu ở trong tầm này. Thì mình, nếu mà mình bóp được ra, đó, mình bóp nó ra hết được thì không cần phải sửa. Nếu mà nó đông lại rồi thì bó tay. Đó. Thấy không? Mọi người thấy không? Cái lỗ thoát mũ như vậy mà nó còn bị dính thì mấy cái nắp mà không có thoát mũ làm sao mà nó chịu nổi. Đây, mũ này, nó ra được này này. Nó ra tùm lum hết nha mọi người, chứ không có hẳn là nó ra bên trong không. Nó ra bên trong rồi bên ngoài. Bên ngoài của cái nắp chóp. Đó, nó cũng sẽ có cây không lậu và có cây lậu thôi. Cái cây này thì nó không sao, cây bên này cũng không sao. Đó, những cây này thì rất là yên tâm này. Đó, cây này thì nó cũng bị chảy này, nhưng mà cây này nó lại chảy bên ngoài. Đó, thì mình sẽ đi hết một hàng cho mọi người xem cái tỷ lệ nó bị là không thể nào mà tránh được. Cái này nó cũng có này. Đấy, nó cũng có nhưng mà nó là ít. Nên là cái việc giờ nắp chóp ở đây, cây này nó chảy từ dưới đất luôn. Cây này thì nó không có chảy ở trong, nó chảy ở phía ngoài. Đó. Cây này nó cũng chảy từ phía ngoài. Nên là cái mấy cái nắp chóp mà không có cái van xả mình nói thật là rất là khó làm. Rất chi là khó làm.
Vậy nó quan trọng là nó vào túi khí nó hư hết. Nếu mà mới lại mình cái này là mình có thấy được mà để mình đi vệ sinh. Đó. Thấy không? Cái này nó ra được này. Nó có mủ thừa nó đã chảy ra đây này. Nó đỡ hơn rất nhiều nha mọi người, chứ đừng có nghĩ là nó không đỡ. Đó, như mọi người thấy ở trên màn hình nhá. Mình cái nắp đó, cái nắp một đầu á. Lấy ví dụ thôi, cơ bản thôi. Đó. Nó không thể nào mà thoát được hết mủ ra. Nó chảy vô túi khí là hư hết. Đây, như cái cây này. Như cái cây này nè. Nó còn bị chảy vô túi khí này. Đó, cây này là đóng bị phạm nhiều rồi, nó có đầy bên trong luôn này mọi người thấy không? Cái này nè, cái này bây giờ mình sẽ xử lý sớm thì nó mình sẽ không mất cái khúc ở đây. Nó chưa vào túi khí thì vẫn ok. Mình thổi túi khí đây rồi mình bóp. Đó, mình bóp. Mình bóp nó sẽ thông được xuống dưới đây thì nó cái khúc này này nó là sạch được mủ. Nó bẩn vậy thôi nhưng mà khí nó vẫn đi được thì cái khúc này thì bữa sau cái ông kia ông bơm khí á, ông nó sẽ cậy ra, ông nó vệ sinh. Cái này còn biết đường mà vệ sinh này. Nếu mà không biết đường vệ sinh là mình mất một lần bơm khí mà lại không lấy được mủ. Đó. Nó đầy cái đó là khí mình có bơm mấy nó cũng không ăn. Đó. Đây như cây này nó cũng bị ra rất là nhiều mủ này. Cây này mình gắn ghim hơi sâu. Chết rồi, mình gắn ghim hơi sâu, mủ nó chảy quá trời. Thôi bỏ qua cây này thì mủ chảy nhiều quá. Cái này cũng vậy mà. Nếu mà đóng chúng đúng mạch mủ của nó chảy rất là ghê nha mọi người. Đây này, dưới đất này. Bây giờ vẫn còn chảy. Nhưng mà cái cây này thì nó bị chảy hết bên ngoài, bên trong thì không có gì. Nhưng mà với cái nắp mà không mở thay mình không thấy á, thì nhiều khi nó chảy ở ngoài mình cũng rất là nghi ngờ nó chảy bên trong. Đó, những cái nắp mà nó không chảy bên ngoài nó chảy toàn bên trong. Như cái nắp này đó, nó chảy toàn bên trong. Mình mới bóp nó ra chảy ra một ít. Mình nếu mà mình nhìn kỹ đây này. Ở trong này nó bị dính tới đây này. Đó. Nhưng mà không sao, nó dính như vậy thì kệ nó. Nó dính nhiều mới sợ, nhưng dính ít vậy thì khí nó vẫn vô cây nên nó vẫn sẽ có mủ bình thường. Đấy, những cái nắp này nó chảy ở bên ngoài, nó không có chảy ở trong. Thì nói chung á 1000 cây á, lúc đầu mình đóng nắp chóp á, mình đóng cái nóc nào, cái nắp chóp nào cũng được. Đơn vị nào cũng được, nó sẽ rất là ok. Tại vì lúc mới đầu khi mà cây nó chưa có khí á, mình đóng cỡ mấy nó cũng chả xì, mà nó có xì có tí nó đông lại thì mình mủ nó rất là đặc. Khi mà mình đã áp khí được một lần rồi, một tháng rồi, hơn một tháng rồi, mủ nó loãng ra rồi mình sẽ dời nắp chóp thì mới thấy được cái hậu quả. Mình mới thấy được cái việc mà nó xì mủ, như là mình phải đi. Cái với phương pháp này á, cực nhất là cái đoạn này. Mình đóng một lần ok không sao hết. Mình đi bơm khí xong, bữa sau mình khoan rất là nhanh. Còn mà mình đóng xong rồi mà mình phải đi kiểm tra rồi đóng lại cái nắp chóp, rồi sửa lại rồi phải bơm khí lại, rất là bực mình. Cộng với lại những cái nắp khác á, mủ nó vô cái ống này này. Mình phải đi vệ sinh, có khi phải bỏ cả cái túi khí này cơ. À, rất là bực. Đa phần là người dân mình là bị bỏ cái phương pháp này cũng vì một lý do đó. Cái lý do đó là cũng là một chiếm 50% là nó tăng cái độ nản của người ta. Tại vì người ta làm cực rồi mà nó phải đi sửa chữa. Làm thì ai làm được, nhưng mà cái vấn đề đi sửa chữa với lại đi thay tùm lum hết nó rất là loằng ngoằng, rất là mệt. Đó, như cái nắp này thì mình đóng xong mình có thể bỏ đi. Đó. Mũ nó chảy ra này, thấy không? Phía dưới này mũ nó chảy ra. Nên không sao hết. Nó hên mà nó còn chảy ra nó mà. Tại vì mọi người tính đi. Cái lượng mũ mà nó chảy ra nhiều như này. Như kia. Mà nó vô trong đây. Thì làm sao mà vệ sinh. Nó đã vô cái túi này thì không có cái nước nào mà vệ sinh được nha mọi người. Bó tay. Đó. Tiền mất tật mang. Nên mọi người mua. Mình phải. Nếu có thể thì mình nên làm thử. Đó. Mình làm thử, mình chọn đơn vị nào cho nó tốt, nắp nào mình làm thấy nó hiệu quả
nó hiệu quả mà nó dễ làm. Như cái này, cái như cái bộ này á, thì mình có thể cắm túi khí vào, mình cắm túi khí mình để nguyên, mình dời nắp chóp mình thấy an toàn không? Mình đi hết hai hàng rồi, chưa có cái cây nào mà hư túi khí hết. Đó, và mũ nó đều có thể thoát ra được từ đây, cái mũ thừa. Đó, như cây này nó cũng thoát ra được này. Đó. Thì mình nói cái lên cho mà ai chưa hình dung, chưa hiểu được với cái nắp của bên mình, thì mình sẽ mong mọi người là xem và trải nghiệm cho nó thực tế. Nhiều người người ta không biết, người ta còn bảo là làm này làm gì cho nó dư thừa. Nó không dư thừa một tí nào đâu nha. Cái này là nó cắm vô, mình cắm luôn, mình đóng cứ thế, mình đóng mình không phải rút túi khí ra. Nó rất là nhàn, mọi người cứ cảm giác là mình dời bên kia qua đây mình còn để y nguyên, cứ thế đóng rồi ngày mai mình đi bơm khí, mốt mình đi khoan. Đó, nó thủ tục nó phải chính xác tuyệt đối như vậy. Đó, 1000 cây ấy, như cái phương pháp như cái nắp này, 1000 cây nó sẽ bị khoảng vài chục cây, vài chục cây là mình phải đi sửa đấy, vài chục cây là mình phải đi sửa cái này. Còn với những cái nắp khác á, mình cũng đã làm rất là nhiều cái nắp rồi, đi sửa rất là nhiều, rất là sợ, rất là mệt mỏi. Đó là lý do mà cái nắp này nó ra bên mình, nó ra được cái này. Cũng là những cái ý kiến của anh em làm bên lấy mũ khí này, người ta cải tiến lên cho nó đỡ có mệt đi. Đấy, nó ra này, thấy không? Mọi người thấy không? Ở trong này, ở trong nó sẽ không có bị, ở trong nó sẽ không có bị này. Đó. Mình quan sát, mình kiểm, nói chung là nó trong tầm kiểm soát của mình mới thấy an toàn được. Đấy, đóng này, nó không có gì là bên trong ok. Mình đi hai hàng rồi mà chưa, hàng này hàng thứ ba rồi, chưa có hư cái gì hết. Cái này là mới giờ sáng đó nha mọi người, tất cả đều ok. Đó này, nó ra được, mũ thừa ra được hết này, trong là ok. Đây, những cái này. Đó, mọi người thấy không? Nó ra này. Đó, nó chảy hết rồi đó. Mình bóp túi khí là nó còn thừa tí nào, mình bóp túi khí là nó chảy hết. Như những cây này là mình không phải sửa đâu. Đó, vừa xong mình đi bơm khí, mình đậy cái này vào, đậy cái này vào rồi mình bơm, bơm khí ở đây là ok. Những cây bị ít ít như vậy á, thì không sao. Thì đó, mình thấy không, mình đâu phải sửa đâu. Mình đi khoảng hơn 100 cây rồi mà chưa phải sửa cái nào. Tất cả đều là trong tầm kiểm soát, là dời nắp chóp rồi bơm khí. Và để làm được như thế này á, thì mình sẽ thuê công nhân nó dễ hơn. Đó, người khác làm cho mình nó đơn giản hơn, tại vì người ta không có sửa. Cái gì cũng thế, mình mà kêu người ta làm thì rất là dễ, nhưng mà kêu người ta đi sửa thì rất là mệt. Đúng không? Thì đó, cái này nó đã khắc phục được những cái vấn đề như thế. Là mình dời nắp chóp xong, mà hôm sau mình đi bơm khí, rồi bữa sau mình sẽ khoan. Đó, thì rất là khỏe, còn hơn là bây giờ mình dời nắp chóp rồi mình phải đi cắm túi khí, xong rồi mình phải đi vệ sinh nắp chóp, rồi về vệ sinh túi khí, thì nó rất là lâu và lòng ngoằng. Thì ok, thì hôm nay clip này mình sẽ làm tới đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo. Nếu mà ai có thắc mắc hay là cái có vấn đề gì bên lấy mũ khí, thì có thể comment bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với bên mình, thì mình sẽ tư vấn cho, mình sẽ tư vấn tận tình. Và ai đang làm cái phương pháp này thì mình có thể giúp đỡ những cái vấn đề mà mọi người khó khăn trong cái việc mà mình khai thác bằng cái phương pháp này. Ok, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những clip tiếp theo.